Rồi, con chào đi. Dạ, con xin chào ông bà cô chú các bạn. Hôm nay con tên là mấy con 4 tuổi rồi. Con đi giặt xe mấy trái series. Ừ. Hôm nay thế nào mấy thì trái series. Quay. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi đi hái seri nè cả nhà. Đó, mình cho cả nhà coi nha. Đó, trời nắng quá cho nên mình phải đội nón lá cả nhà ơi. Cái nón đẹp không? Đó, cái nón có chữ du lịch Việt Nam đàng hoàng nha. Đó. Cây seri này là của một người quen của mình, bà Tây đó, hay mua đồ ăn của mình đó, rồi thân á, quen á. Cái bà cho hái. Hồi năm rồi bà cho hái lần đầu tiên, rồi năm nay giờ nó chín nè, bà kêu mình tới hái nè cả nhà. Trời ơi, khủng khiếp trái luôn cả nhà ơi. Mà nó mát quá trời luôn. Bà để than sẵn luôn nữa nè. Có cái than sẵn luôn. Quý, con dùng hộp với đất đại đó. Người ta dễ thương dễ sợ luôn. Bởi vì có nhiều người nói Tây kỳ thị. Thật sự cũng phải, tùy theo người. Ai tốt là tốt dữ lắm. Chứ không phải Tây là kỳ thị hết đâu. Rồi bây giờ muốn hái nhiều hái đó. Vì cho hái hết cây luôn á cả nhà. Hai chồng ông bà Tây không có ăn. Trời ơi. Mà ngày mai người ta mắc đi chơi, người ta không có nhà cho nên người ta phải kêu tới hái nè. Trời ơi. Quá trời luôn, mà bữa nay mình ngủ nhỏ em mình đi theo hái nữa mà nó không rảnh cả nhà ơi. Cho nên là nó không đi hái được. Trời ơi. Ngon. Ừ. Năng đi. Ổng đang cắt cái cây gì cho mình nữa kìa. Cây đang cắt cho mình á. Cây lô dê là tiếng Việt kêu là gì ta? Để người Tây nấu đồ ăn, nấu súp rồi bỏ vô thơm á cả nhà. Con hái trái đỏ mùi nó mới ngọt à. Giống gì là nó ngọt à. Chờ. Nina, này ngọt nè. Nè. Ê. Nè. Ngọt nè. Nó ngọt. Đó, cái đó ngọt á. Anh hái trái đỏ nhiều á, đỏ mùi là ngọt á. Tại ngày mai ông bả phải đi chơi, ông bả mới mua cái nhà mà để pha căn ở á. Mobilhome. Ông bả giàu quá trời luôn. Nhà hai ba cái. Giường ở đây, bỏ thí đây. Rồi mới mua một cái nhà mà để mình lâu lâu mình tới chỗ mình nghỉ dưỡng á cả nhà. Cho nên là mai ông bả đi. Đó, trời ơi. Nào. Bà nhắn tin cho mình là tối bà nói mẹ phải tới hái seri đi để tao đi chơi nữa rồi. Trời ơi. Sợ từng tới mưa là có sâu phải không? Giờ nó chưa có sâu chứ mà mưa là sâu á. Đó bây giờ phải tha hồ mà lặt. Ba xin chào cả nhà ba. Nắng quá. Em có cái nón lá. Mà cái cây này nó có bóng mát quá chừng luôn. Không nắng đâu. Quy mẹ em phải mở mắt kính ra mới thấy nó thấy là bụi. Quy. Thì anh phải mở kiến ra chứ anh đeo kiến sao thấy đường hái. Quý thì phải mở cái nào mùi mới hái, cái nào nó không mùi là nó chưa ngọt nhiều nha cả nhà. Cái này chắc mình phải canh bả đi chơi về mình phải tới một cái nữa cả nhà. À bả làm bả chịu. Ông dựng mấy cái này chịu. Chịu nhánh. Ơi. Kia nó kia nè. Bạc tú luôn hả? Có bạc tú luôn hả? Đây nè nó đây đó. Dễ thương quá. À. Ừ rồi lặt đi, lặt cái mùi. Ăn đi. Ăn đã đi. Bắt than ra. Hái đầy khom lia cái ba hai cái ba nhê đó với cái vỏ đựng đồ ăn cho bà hồi nãy đó là dừa. Hả? Tại sao lộn? Nhiều hết. Ông bà cho hái muốn hái nhiều hái mà. Biết mà trời ơi. Lộn. Chứ ông bà đâu ăn đâu anh. Mai ông bà đi nữa rồi. Không phải mình nói hái gì nhiều dữ vậy. Hả? Bà nhà nói hái. Oh my god. Ồ. Đó, ở trên đó có đen. Chưa mùi nhiều. Bên đó có đen nhiều. Trên đó cũng có đen nhiều hơn đó. Yeah. Được rồi. Ta cho thằng chi nữa anh.
xóa trời luôn. Ina lấy cái ba nhê lại mình thấy đi nè. Lấy cái vỏ lại mình thấy của mình. Ba ngồi anh đó, ba thấy của ba, mình thấy vỏ của mình. Nó vỏ này nè. Thối luôn hả? Rồi bây giờ mình kiếm được một chỗ để mình để cái máy đó rồi. Giờ mình lặn cả nhà. Bà chủ dễ thương lắm, bà chủ cho luôn cho nước uống nữa nè. Uống cũng mới cay đó. Uống đi. Nắng quá trời luôn á cả. Rồi đi xuống dưới đi, qua mé bên chỗ em nói nè. Cái mé bên chỗ em nói nè, nó đen nhiều lắm. Mé em lặt nãy giờ. Nó đen nhiều lắm. Nó đen nhiều hả, ngọt. Nè bên đây nè. Bên đây nè, nó đen nhiều lắm. Như là chùm ruột vậy cả nhà coi nè. Cherry nha. Ngon ha. Ăn đã không? Đi nào con cầm mắt kiến đi. Ăn qua nhánh này không? Coi nè. Chơi nè. Sao lại chói không thấy hết coi nè. Nó trời ăn chung. Nói vậy danh nha, không tới hả? Mấy này nè. Sát đây nè.
Nóng có mệt không? Kìa dưới đất kìa. Mà cái cây sơ ri này bóng mát luôn á chứ, đứng đây hái sướng chết. Này gặp có dưỡng ba của Elina là nó lật đã luôn, ông Sử ông mê lắm. Nay ông không rảnh, ngủ ông không rảnh, ông rảnh nè, ông lật đã luôn. Trời ơi coi nè, dưới này chỗ này chưa chín, vài bữa cái này mà chín là đã luôn ha anh ha. Anh, mấy nãy chưa mùi nè. Chờ bả đi chơi về mai mốt tới xin hái một đợt nữa quá. Mai, mai, mai bả đi chơi. Đây đi nghe mình nói cười. Chứ không mong không ăn, để chim ăn hết uổng. Này chưa mùi nè cả nhà. Này ăn muối ớt mới đã. Hôm nay mẹ không lo hái đi, mày lo ăn không à? Ông chủ nhà. Ông ra ông nói nãy giờ mày hái được nhiêu rồi, mày không lo hái, mày lo ăn không? Hử? Không cay uống đi. Tao uống rồi. Mình nói tao ăn cái. Đại đệ. Nga đẹp không? Nón, mắt kiến, măng vỏ, đủ thứ. Cái gốc cây sơ ri này quá trời bự luôn, chắc lâu dữ lắm nè. Nhà bà ông đó đó cả nhà, nhà bà đó, bố quen mình đó. Đó trước mặt anh đó, đỏ tươi trước mặt anh đó. Trước mặt anh đó. Ăn đi. Lại đây mẹ mở cho, bả cho Ina bịch kẹo. Đây mẹ mở kẹo cho. Ôi quá trời trái đụng đất luôn. Mấy trái mùi nó ngọt. Mấy trái mà đỏ nhiều á, nó ngọt. Rồi. Lôn xe chị ba đi lấy ba. Nước của bả cho Elina nó nói cay. Chắc là đi lấy nước cho con. Ăn đã chưa nè? Đã chưa? Rồi. Nó chưa mùi không cả nhà ơi. Cho nên là hái nhiêu đây thôi. Vài bữa nó mùi xin lại hái nữa.